Chị em xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn thích mai vàng bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang hết cô chú anh chị nha. Thì tiếp tục hôm nay quay trở lại với chú anh chị em gửi đến cô chú anh chị một clip về cúc thảo hương phong tàn thông nha cô chú anh chị nha. Cái này có số lượng lớn luôn hết cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị muốn mua số lượng lớn nào liên hệ với anh chàng mèo luôn ha, cũng rất là nhiều giống luôn á. Tốt tư long hoa hồng gì số lượng lớn có luôn, cúc phi có luôn, ở hương hay dở thu đất gì có hết hết cô chú anh chị. Phơm tàn thông cây lớn cây nhỏ gì cô chú anh chị yêu cầu có luôn nha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ anh chị, ủng hộ kênh. Em xin phép trực clip luôn ạ. Dạ em xin chào anh Trạng ơi. Rồi chào anh Nghiệp, chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Thời Gian. Rồi hôm nay em về cái lô cúc thọ hương hả anh chị, cúc thọ hương với cúc tư long đó. Nhưng là hạn chế tết hả anh chị, kính mong cô chú anh chị cánh ủng hộ ha. Rồi số điện thoại là 0932999393 anh chị ơi. Rồi. Số Zalo số đó luôn. Số đầu tiên là mã số, mã số 1. Và cúc một cây thọ hương. Cúc thọ hương phơm tàn thông của chú anh chị để phòng khách vừa phải và không để bàn rất ok nha. Cúc thọ hương mã số 1. Đó. Cây này để thích hợp để bàn hả anh chị. Cây này tết dư chơi bông nha anh chị. Cái này ghép 8 tháng rồi. Cái này như chiếc cúp nha anh chị. Nhỏ nó phì lên. Phì bự ra. Quanh 14. Chiều cao 62. Đàn ngang 65. Rồi mã số 1 cây cúc thọ hương này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 750.000. Dạ 750k mã số 1. Rồi. Để chơi anh chị. Mã số 2, toàn quá dày luôn. Số 2 cũng là cúc thọ hương luôn. À, cái này chơi cặp với cây số 1 nha anh chị. Chơi cặp ok luôn. Hai cây cả chạng nhau. Cúc thọ hương. Cái này có đế với nha cô chú anh chị. Cái này hoành 15. Chiều cao 57, tàn ngang 61. Rồi mã số 2 này xin giao lưu cô chú anh chị mình là 750 luôn ha. Dạ 750 nha cô chú ơi. Mã số 2. Rồi anh Bảy ơi. Mã số 3. Mã số 3. Cái này tàn dày quá cô chú anh chị ơi. Mã số 3 cúc thọ hương. Nó nặng dữ lắm cái chậu nha cô chú anh chị. Chiên mình nên là bên em thì bao ship tặng chậu hả anh chị? Bao ship, bao phí ship cho anh chị tới nhà luôn. Cô chú anh chị ở nhà chỉ cần nhịp nhịp đùi thôi là có cây tới nhà. Kiểm tra hàng đúng cây trả tiền hả anh chị? Ok nha cô chú. Mã số 3. Quanh 17. Chiều cao 61. Tàn ngang 67. Rồi mã số 3 này xin giao lưu anh chị mình là 850.000. Dạ 850k mã số 3. Đổi anh Bảy ơi. Mã số 4. Số 4. Rồi cái này phong cao nha cô chú anh chị. Mã số 4 cúc thọ hương luôn. Cái này thích hợp cho cô chú anh chị chơi phòng khách vừa phải nè. Này em vô dây chỉnh sửa gọi cho anh chị. Mà cô chú anh chị mình để bàn mâm ngũ quả cũng ok luôn nha. Được ra quá chừng luôn à. Được này ra đủ cơ gì là tết chạy bông nha cô chú nha. Một cốt tàn thông. Mã số 4 sát đế nha cô chú anh chị. Rồi hoành 19, cao 72, ngang 80. Rồi mã số 4 này xin giao lưu anh chị mình là 900.000. Rồi 900k mã số 4. Đổi luôn đi ơi. Mã số 5. Rồi cũng là cúc thọ hương luôn. Cúc thọ hương mã số 5. Phơm tàn thông. Cây gà đọt non quá trời tốt hả anh chị. Rồi số này ơi. Mã số 5. Quanh 15. Cao 81. Ngang 80. Rồi số 5 này xin giao lưu chị mình là 900 luôn. Dạ 900k mã số 5. Cây xanh cảo luôn nha cô chú chị ơi. Rất là đẹp luôn ha. Rồi đổi anh Bảy ơi. Mã số tiếp theo. Số 6.
Cúc thọ hương luôn nha anh chị. À, số 6 cúc thọ hương nha cô chú. Hàng chơi Tết lấy bo nhân giống nha cô chú anh chị nha. Rồi. Vô dây chỉnh sửa rồi chừng về chăm sóc Tết cho bông. 18 của anh. Cao 77, ngang 72. Rồi số 6 là xin giao luôn chị mình 950. Dạ, 950, mã số 6. Mã số 7. Rồi, số 7, một cây tàn thông luôn. Khúc thọ hương. À, đâm thực ngon quá chừng nha cô chú anh chị ha. Ra cơi nữa ha. À, mất gợt luôn. Quá xá vàng tàn đẹp ha anh chị. Vàng nó non ra nhìn thấy không thấy ghiền nữa. Đó eo ha. Này hoành 18 chị. Cao 80. Ngang 76. Rồi mã số 7 xin cho luôn chị mình 900. Dạ 900k. Cúc thọ hương mã số 7. Mã số 8. Số 8. Rồi cúc thọ hương luôn. Cúc thọ hương luôn. Quanh 17. Cao 84. Tàn ngang 82. Rồi mã số 8 là xin giao luôn chị mình 950 ha. Dạ, 950 nha cô chú anh chị, cúc thọ hương mã số 8. Rồi. Số 9. Rồi cúc thọ hương. Số 9, cúc thọ hương luôn. Được luôn cô chú anh chị nha. Số 9. Số 9. Cây này nó cũng ôm nút nụ kim nha anh chị. Vô nụ kim hết trơn này. Thọ hương thì dễ làm nụ anh chị. Quanh 17. Dạ, quanh 17. Cao 79. Ngang 76. Rồi mã số 8 là số 9 này xin cho luôn chị mình là 900.000. Rồi 900k cô chú anh chị ơi, mã số 9. Một cây cúc thọ hương. Mã số 10. Số 10. Rồi, cây thông luôn chị ơi. Ồ, cây này nguyên cây thông luôn. Toàn bộ lô là vô tàn đẹp hết rồi nha cô chú anh chị. Chỉ cần mình dưỡng từ đây tới Tết là mình chơi ngon lành ha. Ngon lành cành đào. Này mới tháng 6 thôi, Tết cái nữa là ngon. Vậy cui luôn ha. Mã số 10, cúc thọ hương, tàn thông. Ồ, cái này mua về mình treo dàn chớp chơi Noel luôn được luôn. Cây một cốt tàn thông hả anh chị? Quanh 19. Quanh 19. Cao 100. Ngang 76. Rồi mã số 10 này xin cho luôn chị mình 1.1 ha. Dạ, 1.1 mã số 10. Rồi. Mã số 11. 11. Cúc thọ hương tàn thông. Cúc thọ hương tàn thông luôn. Ồ, cái này chơi cặp với cái số 10 được luôn. Vô dây. Vậy cua tàn luôn nha cô chú. Số 11. Mã số 11. Quanh 16. Cao 94. Ngang 81. Rồi cái số 11 rồi xin cho luôn chị mình là 1 triệu ha. Dạ 1 triệu nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương mã số 11 nha. Mã số 12. 12. Rồi, cũng là thọ hương tàn thông luôn. Cái này hơi cao nha cô chú anh chị. Có đế luôn nha mã số 12. Cây này nhìn nó thon cây hả anh chị. Thon thả gọn gàng. Cao ráo ha. Cao ráo. Thanh thoát ha cô chú anh chị. Mã số 12, cúc thọ hương tàn thông. Đế có đế này nhưng còn chú. Đế cũ luôn. Rồi. Này hoành là 17.
chiều cao là 110, tàng ngang là 68. Rồi cây số 12 này xin giao lưu triệu mốt chị. Rồi 1 triệu mốt mã số 12. Rồi mã số 13. Cúc Tư Long. Quá xá tàng anh chị ơi. Ồ, cái này để có luôn nha. Ồ, tàng lớn nha cô chú anh chị. Cúc Tư Long. Cái này ôm nụ chưa anh chị? Như nút nụ kim chưa này? Lá xanh dày đẹp nha cô chú anh chị. Cái này có còn đế lực luôn ha. Giờ là cô chú anh chị sẽ biết được một cái chùm hoa dưới này bữa nó nở nè. Không ngại nở được mấy bông rồi nè. Hoành 21. Cao 95. Tàng ngang 94. Rồi mã số 13 này xin giao luôn chị mình 1.6 triệu ha, Cúc Tư Long. 1.6 triệu Cúc Tư Long nha cô chú anh chị. 1.600.000. Rồi mã số 14. 14. Cúc Tư Long. Mã số 14. Cái này đế quá khứ bộ đế này cô chú anh chị ơi, dán hơi xiên ha. Ôi. Cái này cái phô đẹp lắm nha anh chị. Nếu mà cái phô là rất là đẹp nha. Vừa cây luôn nha cô chú. Cái mã số 14. Tàng ấm dày luôn ha. Đó, cái phôi nó nằm lắc luôn. Đế đẹp, phôi đẹp ha. Ôi, hơi lết xíu nha cô chú anh chị. Ủ nở luôn ha. Hoành đế này 48. Hoành 48. Hoành thân là 20. Cao 79. Tàng ngang 95. Rồi 14 Cúc Tư Long này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.7 triệu ha. 1.7 triệu nha cô chú anh chị, mã số 14 Cúc Tư Long. Rồi mã số 15. 15. Cái này Cúc Tư Long, dán Cúc Tư Long. Dán trực tàng thông nha cô chú anh chị, có đế luôn ha. Cây này là chơi để phòng khách là khách sảy 37 rồi đó cô chú anh chị nha. Bông bự, bông sai ha. Bông chùm bông khoảng từ 40 cánh nha cô chú anh chị. Đế nè, đế nó nằm dài như thú anh chị. Bông rễ lớn dài nằm dài ha. Này hoành là 19. Hoành 19. Chiều cao 86. Tàng ngang 82. Rồi mã số 15 này xin giao lưu chị mình 1.4 triệu ha. Dạ, 1.4 triệu Cúc Tư Long nha cô chú anh chị nha. Rồi anh Bảy ơi. Nặng anh Bảy ơi. Rồi mã số 17. 16. 16. Cái này thoát thân cao nha cô chú anh chị, theo nguyên cũ luôn nha. Cúc Tư Long luôn nha anh chị. Thích thoát thân cao là chọn cây này ha, có củ đế tròn do nha. Cúc Tư Long mã số 16. Ồ, cây gói đục bàn đẹp ha, củ đế đẹp luôn ha anh chị. Nguyên củ đặc luôn, đế đẹp luôn ha. Đó, chị xem nguyên khói đặc củ ha, đế thì đều hết trơn luôn. Rồi 16 nha cô chú anh chị, Cúc Tư Long. Rồi cái củ đặc này là 27. Hoành 16. Chiều cao 92. Tàng ngang 90. Rồi mã số 16 Cúc Tư Long này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Dạ, 1.800k nha cô chú anh chị. Mã số 16 Cúc Tư Long ha. Rồi anh Bảy ơi. Tiếp theo mã số 17 Cúc Tư Long phơm tàng thông. 17. Đó, cái này phơm cao Cúc Tư Long hả chị? Phơm cao. Đế cũ tròn do luôn nha cô chú. Một cây ghép phơm tàng thông ha. Chơi phòng khách thì ok luôn nha cô chú. Đó, nguyên củ nở luôn. Rồi, mã số 17. 7. Rồi, củ đặt này là 32. Hoành thân 18. Chiều cao 110.
tàn ngang 85. Rồi mã số 17 cúc tư long này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 ha. Dạ, 1.700.000 nha cô chú anh chị ơi. Cây mã số 17. Mã số 18. Cúc lá gai hay gì quá. 18. Rồi, cúc lá gai. Cúc lá gai mã số 18 nha cô chú. Này mới vô dây nó hơi lật lá chứ. Đây vài bữa từ từ nó lật lại trả lại. 18 cúc lá gai. Có cũ đế quá khứ luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cúc lá gai bông to lắm nha anh chị. Ngày hôm qua về vận chuyển hơi ớt tàn. Rồi, thông số luôn ní rồi. Cây cúc lá gai, mã số 18, bông đẹp, nụ to như cô chú. Quanh 20. Cao 95. Ngang 87. Rồi, mã số 18 là xin giao lưu chị mình là 1.600.000. Rồi, 1.600.000, mã số 18 của chú anh chị ơi. Tiếp theo luôn, mã số 19. 19. Cúc tư long. Số 19 nha cô chú. Đó, một cây phơm tàn không có đế đẹp nha. Đó, đế nè ha. Giờ thông số luôn cúc tư long mã số 19. Quanh 17. Cao 93. Ngang 82. Rồi 19 này xin giao luôn chị mình là 1.400.000. Dạ, 1.400.000 cô chú ơi, mã số 19, 1.400.000. Rồi anh Bảy ơi, mã số 20, một cây phun tàn thông. Chấm nghiệp ơi. Mã số 20. 20, cúc tư long. Cúc tư long. Cái này tàn thông luôn nha anh chị, cái này đế nở nha. Cây này ôm nút nụ vô anh chị. Mấy này tết ra bông khỏi chê luôn. Rồi, cái cụ nở này 26. Quanh 19. Cao 92. Ngang 94. Rồi 1.600.000 mã số 20 anh chị. Dạ mã số 20, 1.600.000 nha cô chú ơi, mã số 20. Rồi. Mã số 21. Rồi, cúc tư long luôn. Cúc tư long mã số 21. Cây này dáng hơi siêu hả anh chị? Dáng hơi siêu, có củ nở ha. Số 21 nha cô chú anh chị. Tàn đẹp nha cô chú ha. Củ toàn do ha. Hôm nay em về thọ hương với tư long hả anh chị. Rồi cái củ đặt mình là 28. Quanh 17. Chiều cao 86. Tàn ngang 90. Rồi 21 này xin giao lưu chị mình là 1.700.000. Dạ, 1.700.000 nha cô chú anh chị. Mã số 21. 22 cúc tư long. 22 tư long luôn. Ồ, cái này tàn rất là đẹp nè cô chú anh chị ơi. Đó, một cây tàn thông ha. Cây dáng trực tàn thông. Cái này dẹp tàn cứng ngắc luôn anh chị ơi. Mã số 22. Hey. Trên này chơi phòng khách là ngon rồi ha cô chú anh chị. Dòng cúc chung dòng nào cũng có bông đẹp bông này, đế cô chú anh chị. Cái này kính tàn luôn anh chị. Kính tàn luôn rồi. 40 cánh nha cô chú anh chị. Cúc tư long.
cánh dúng đẹp nha. Rồi thông số luôn đấy, để cộng lực cho chú anh chị. Hoành 21 gì? Dạ, hoành 21. Chiều cao 105, tàn ngang 102. Rồi mã số 22 Cúc Tơ Long là xin Zalo anh chị mình là 2 triệu ha. Dạ 2 triệu, mã số 22 2 triệu cô chú anh chị nha. Rồi tiếp theo mã số 23. Rồi cũng là một cái Cúc Tơ Long. Cúc Tây Thi. Tàn thông như cô chú anh chị ơi, có để nè. Cúc Tây Thi mã số 23. Tây Thi lá như lá điều vậy đó. Cúc Tây Thi. Tây Thi bông đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Tây Thi thì bông màu đỏ ha. Đỏ bông khỏi chê. Đỏ. Bắt trước giữa cá khô gì, hồng hồng đỏ đỏ như cá mới lớn. Cái này đế đẹp ha anh chị. Ờ đế điệu chân luôn mà đế lực nữa ha. Đế nào đế rất đẹp. Cây một cốt trắng trực luôn ha. Hàng thông luôn. Rồi, sớ luôn. Hoành là 20. Chiều cao là 109. Tàng ngang 89. Rồi mã số 23 là xin Zalo anh chị mình là 1.700.000. Dạ, 1.700k luôn anh Bảy ơi, đỏ anh Bảy ơi. Tiếp theo mã số 24. Cúc Tư Long. 24. Hôm nay Cúc Tư Long rất là nhiều nha cô Cúc chú. Tư Long. Rồi cái này. Cúc Thi được có vài cây thì cái này lùng lực ha anh chị. Chọn liền Cúc Tư Thi nha. Mã số 24. Lùng lực ha. Tàn đều. Thôi để luôn. Thôi. À. Này để nằm cục cục chứ. Cái cây này đặc biệt là đặc điểm nó lạ anh chị, cái mấy chỗ mà cái chi nó anh chị nó phì phì như bắp 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 bòi đó. Anh chị sẽ nó nở cơ. Tập tại. Rồi. Quanh 19. Cao 84. Ngang 85. Rồi. 1.800.000 mã số 24 gì? Cái này đáng chơi anh chị, lùng lực liền ha. Tàn ấm. Cái này kính tàn này. Rồi mã số 24 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị theo dõi clip ủng hộ ha. Chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt vạn sự nhí ha. Cô chú anh chị thích kênh á, cũng như thích bên nhà vườn anh em á, cho em xin một like ha, với một đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất ha. Rồi em xin kính chào lại anh chị. Đăng ký số lượng nhiều, liên hệ với anh Trạng luôn nha cô chú anh chị. Từ đây tới Tết có rất là nhiều cây đẹp cô chú anh chị ha. Cây cho cô chú anh chị mình chơi Tết nha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị.